Vâng, xin chào tất cả các bác cô anh ở mọi miền Tổ quốc. Nay ngày bao nhiêu? Nay ngày 11 tháng 2 năm 2020, em có về một số hàng bãi tuyển chọn để phục vụ các bác ở mọi miền Tổ quốc. Mọi chi tiết mua hàng các bác cứ liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Nếu các bác nào liên hệ mà không thấy em bác mé thì cứ nhắn tin để lại em sẽ gọi lại nha. Và sau đây, ở đây là những sản phẩm hàng bãi tuyển chọn. Và sáng nay về có một con Dart Victor dòng DAC, dòng cao cấp nhất của hãng Victor. Đó là dòng model là Z909K2, chạy chip cho mã K2 nha. Con này là nguyên thùng xốp luôn, rất là hiếm hoi, làm ra mã DAC, rất là gấu nha. Dài mã 32 bit nha các bác. Giá là 9.500.000, hàng nguyên thùng. Con này rất là gấu nha, to lắm. Con này là đời cao nhất của dòng Dart Victor, dài mã DAC, chip cho mã K2 của hãng Victor, giá là 9.500.000, giá 9.500.000 nha, giá đã bao ship cho các bác nha. Và hôm nay em có về một số sản phẩm Pioneer rất là tầm tiền. Đây là hai con 7825 mã điện thoại giúp loa, hàng đẹp xuất sắc, là hàng bãi chưa qua tay người sử dụng Việt Nam nha, mạch đẹp và không tì vết nào luôn. Đấy, rất là mới luôn, giá là 11.300.000 một con nha. Em có hai con 7825 mã nha, 11.300.000 một con. Và tiếp theo đó là dòng 8825 mã, có một con nha, giá là 6 triệu nha. 8825 mã giá 6 triệu. Và thứ hai là con 8925 mã nha các bác, giá là 7.500.000. 8925 mã giá là 7.500.000, hàng đẹp keng, không tì vết nào luôn, sexy là 7 màu nha. Và tiếp theo đây là bộ rề bao, model là C1500, X1500, M1500. Bộ này là chạy sò sắc nét nha, anh em mà ghép rất là nhiều loa BBK hoặc là Pioneer, Sansui, Ribe, v.v. đánh rất là hay, tiếng rất là sáng. Em có video test cái bộ này rồi, bộ này mới về nữa. Và giá là 8.500.000, hàng đẹp keng, không tì vết nha. Giá là 8.500.000. Và tiếp theo đây là một con G7000 về hậu tối nha, hàng đẹp keng nha, sexy 7 màu. Con này hàng về đường máy bay, rất là đẹp, xuất sắc luôn nha. Giá là 26.500.000, G7000 380W. Và tiếp tục đây là những dòng receiver cổ của dòng Sansui Pioneer. Đầu tiên là con Sansui 2000X, đẹp thiếu thùng xốp, có giấy tờ catalog đầy đủ nha, giá là 14.500.000. Tất cả sản phẩm là em bao riêng nguyên bản hết nha. Và tiếp theo đây là con này rất là khủng nha, con Pioneer SX9000, con này có công suất là 310W và chạy 4 nguồn điện, sexy 7 màu. Con này rất là đẹp luôn, vỏ gỗ ring chưa túc tác kìa, mà mới cực kỳ mới, mới trên 95% nha, giá là 12 triệu nha. Pioneer SX9000 cực kỳ mới luôn, là giá là 12 triệu nha các bác. Tiếp theo đây là con khủng long QR6500, con này 470W, size rất là lớn, đánh em này là đánh có 5 cầu loa, đánh AB AC cộng nha, công suất là 470W, chạy 8 sò, sexy 7 màu, rất là mới. Con này giá 16 triệu nha các bác, 16 triệu. Rồi các bác nào có nhu cầu về sản phẩm nào thì alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Và đây là hai con thùng xốp ta có chủ rồi, mình vừa tháo ra sẵn quay cho các bác luôn. Đây là con Marang CD94 Limited nguyên thùng xốp trồng cherry, đã có chủ rồi. Còn hai con này là em về hôm qua, 881 nguyên thùng xốp 320W cũng đã có chủ rồi. Rồi mọi chi tiết các bác cứ liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên màn hình. Đây là những sản phẩm sáng nay về, một con giải mã 7825 mã, 8825 mã, 8925 mã nha.